Hello guys, welcome to Soul Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là trong mắt của người đó, bạn là người như thế nào ha? Thì hôm nay chúng ta vẫn có ba tuổi như bình thường và hôm nay chúng ta sẽ chọn chị em nhà Kardashian và Jenner. Ba người này là chị em cùng mẹ khác cha và rất là nổi tiếng. Ba người đều làm ra rất nhiều tiền, đều là tỷ phú và triệu phú mà. Thì có thể một số bạn ở đây biết về đời tư của ba người này á, thì là có thể thắc mắc tại sao mình lại cho các bạn chọn. Thực sự ra thì trong mắt của mình ba người này rất là độc lập, tự tin tài chính và rất có bản lĩnh ha. Kim Kardashian năm nay đã trở thành tỷ phú rồi, vô được top 500 người giàu nhất thế giới rồi đó. Và Kylie Jenner thì vốn đã là tỷ phú tại thành công thương hiệu son môi Kylie á. Và cuối cùng là Kendall Jenner là siêu mẫu Victoria's Secret ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem hình mấy chị nha. Đây là chị Kim Kardashian ha, hay còn gọi là Kim siêu vòng 3. Ok, bả là người giúp cho gia đình Kardashian và Jenner nổi tiếng, chung quy là khá là nể. Mặc dù ai cũng có thể là chửi bả này nọ, nhưng mà mình thấy bà này giống như là dám hy sinh để vực dậy gia tộc của mình. Cái gì cũng phải có cái giá mà đúng không? Thứ hai là Kylie Jenner ha. Kylie Jenner thì là đến thời điểm bây giờ Kylie Jenner là người thành công nhất trong dòng họ gia đình, và mình thấy là Kylie cũng là người hiền nhất trong gia đình này. Và cuối cùng là Kendall Jenner ha. Kendall Jenner thì có cái vẻ đẹp tương đối khá là lạnh lùng và sắc sảo. Chúng là ba chị nào cũng đẹp ha, giờ tùy mọi người chọn thôi. Thì mình muốn coi coi là cái năng lượng kêu gọi của các bạn á, nó thể hiện như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đến với các bạn tụ một nha. Thì trước khi mình coi cho các bạn tụ một thì mình phải nói trước là bài của các bạn tụ một là mình đã có trải ra rồi. Lý do là đây là video thứ hai mình quay. Video đầu tiên thì mình đang quay giữa chừng, mình đang xào bài giữa chừng á, thì là có người gõ cửa phòng mình nên mình đã phải bỏ cái video đó. Mình quay video lại và mình không có muốn xào lại á, để mất năng lượng của các bạn, nên mình đã có bài của các bạn ngay đây luôn rồi. Ok. Đây các bạn nha. Chính tiền, vua cốc, justice, chính cốc và chính gậy. Bài của bạn ra khá đẹp á, nên mình không có muốn xào lại. Thứ hai là 10 cốc, 2 cốc, nửa bàn gậy, the bridge và 2 gậy. Và chúng ta có lá Mother, God và Knight. Mình sẽ chỉnh cho nó khung hình nó vừa xíu, mình sẽ giải ha. Đầu tiên á, là mình thấy người mà các bạn tụ một nghĩ đến á, họ cảm thấy rất là nể các bạn luôn ấy. Họ thấy các bạn là người có thể độc lập tự do tài chính, làm ra được tiền, tự nuôi được bản thân và giống như là sống rất là tốt, vừa tích cực lạc quan về tâm hồn mà vừa có thể sống mà không cần ai. Sống không cần ai ở đây nghĩa là kiểu cần cũng được, có cũng được, không có cũng không không sao á. Bạn có thể tự tự lực cánh sinh mà không phải đi quỳ lụy hoặc phải là ăn bám ai cả. Thể hiện ở đó chính tiền và chính cốc ở bạn có gì đó rất là sung túc, rất là độc lập tự tin hạnh phúc, giống như cái lá nữ hoàng gậy dưới đây vậy đó. Thì nữ hoàng gậy vốn là một con người có một cái vẻ bề ngoài rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn người khác. Tại vì nữ hoàng gậy là một người giống như là có cái từ giống như là seductive á, rất là lôi cuốn luôn. Thì họ cảm thấy bạn giống như là có hết tất cả mọi combo, tất cả những gì họ từng mong ước nó thể hiện ở bạn. Ở đây là mình không biết tình trạng thật sự của các bạn như thế nào. Các bạn có thể nghĩ mình không đạt được level như vậy, nhưng mà họ lại nghĩ bạn quá tầm với của họ, bạn trên cái level của họ luôn. Ngoài ra mình còn thấy họ cảm thấy bạn là người rất là có tâm, bạn biết nuôi dưỡng, bạn biết quan tâm người khác, thể hiện ở lá vua gậy và lá mother. Ở đây không quan trọng giới tính, mà quan trọng là ở bạn có cái gì đó rất là nuôi dưỡng và chăm bẵm, kiểu như là biết caring cho người khác và biết cho người khác những cái lời khuyên khi mà họ cần. Rất là ấm áp, cái năng lượng của bạn rất ấm áp ở đây. Họ rất là thích bạn luôn. Họ thích bạn thể hiện ở lá 10 cốc và 2 cốc. Họ mong muốn được là bạn đời của bạn, được là một nửa còn lại của bạn. Họ tưởng tượng rất nhiều điều lãng mạn với bạn luôn. Và họ cũng cảm giác là bạn là người rất là lãng mạn. Bạn cũng thích được đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng. Và ở bạn luôn tỏa ra cái năng lượng nào đó mà mình thấy họ cảm thấy rất là dễ chịu. Và có cái gì đó họ không dám chạm vô bạn nha, thể hiện ở lá hai gậy và chín gậy. Có một cái gì đó cho thấy là nếu như mà họ chạm vô bạn thì họ sợ sẽ làm mất cái vẻ đẹp của bạn. Nó rất là lạ, kiểu như là họ hơi bị nể. Ở đây có lá gót nữa nè.
Ở đây họ còn thấy God with justice là ở đây có cái gì đó cho thấy bạn rất là công tư phân minh nha. Có cái gì đó mà có thể là ở bạn có cái tướng khá là, nếu như là nữ thì có thể là có tướng phu nhân, hoặc nếu như là nam thì kiểu nhìn gương mặt của bạn có thể là quang minh chính đại á, nên có cái gì đó họ họ khá là sợ, nể sợ theo cái kiểu nếu như mà họ nói sai hoặc là họ làm cái gì đó sai thì với cái năng lượng của bạn có thể bạn sẽ kiểu nói rằng bạn có lỗi, you're guilty, cái kiểu như vậy á, nên họ khá là vừa vừa thích mà vừa nể sợ luôn, bạn rất là công bằng. Ở đây mình còn thấy là họ nghĩ bạn rất là đoan chính dù là nam hay nữ. Đoan chính ở đây không không phải là cái kiểu như là làm vợ làm chồng hợp, mà cái kiểu như là bạn giống như cái mẫu của Beyoncé vậy đó. Bạn biết Beyoncé không? Thì cái kiểu Beyoncé là vừa vừa nóng bỏng nè, vừa đẹp nhưng mà lại có cái gì đó khá là khó tánh. Chơi là chơi, làm việc là làm việc. Thì cái của bạn á, nó tỏa ra cái năng lượng làm cho người này cảm thấy là bạn có hết mọi thứ vậy đó, nhưng mà để có được bạn thì họ phải ngang tầm hoặc trên bạn, họ đánh giá bạn rất là cao. Họ còn cảm thấy là bạn là người có rất nhiều kiến thức thể hiện qua lá The Prince, và tánh của bạn cũng có thể truyền thống, hoặc là họ thấy bạn khá truyền thống mặc dù có thể bên trong bạn quậy lân trời lỡ đất, mình không chắc, nhưng mà ở đây mình thấy có lá The Prince thì là họ cảm thấy có cái gì đó ở bạn rất là hợp với thuần phong mỹ tục của họ. Chú ý nhìn toàn những cái lá bài tốt không à, nên mình mới nói là mình không có muốn xào lại năng lượng á. Khi mà nhìn vô thế này thì mình thấy là họ toàn khen bạn không à, không có chê. Có lá chính gậy thì có thể là mình thấy nhiều khi năng lượng của bạn quá trội làm cho họ hơi hơi sợ, hơi dè chừng xíu, kiểu như là liệu em có vớ tới anh không, anh có vớ tới em hay không nhá. Còn lại thì họ cảm thấy như là bạn xứng đáng làm cha của con họ, là mẹ của con họ, bạn như là một người khai sáng cho họ rất nhiều nha. Tại chúng ta có lá Justice, Prince lại có, giống như là có thể bạn nhìn được những cái khía cạnh mà người đó không nhìn được á, không quan tâm tuổi tác, nếu như họ có lớn tuổi hơn bạn, bạn có nhỏ tuổi hơn họ đi, thì ở bạn có một cái kiến thức nào đó mà làm cho họ cảm thấy rất là nể. Họ chưa bao giờ nhìn sự việc với cái ánh mắt đó cả, nhưng mà bạn lại nhìn ra họ học tập ở bạn nữa. Ngoài ra mình còn thấy họ cảm thấy có thể là bạn là người rất là già dặn trước tuổi nha. Tại ở đây bạn rất là biết cách lo cho mình, bạn sống một cái cuộc sống giống như là rất là thoải mái. Nói sao cho nó đúng nhờ, cái người mà hạnh phúc nhất là người giống như là biết đủ và biết tận hưởng những gì mình đang có. Thì cái vibe mà bạn show ra cho người này thấy là bạn là người như vậy, bạn tận hưởng những gì bạn đang có và bạn hài lòng với nó, thậm chí là bạn còn có cái ý thức là muốn cho những người xung quanh của mình được tốt giống như mình, có tâm đó. Thì mình thấy cái vibe của bạn là như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ trải charm cho các bạn nha. Ngân vừa có đồ chơi mới là một bộ charm. Ok, chúng ta sẽ xem cho các bạn tụ một nha. Người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến, họ thấy các bạn tụ một là người như thế nào nè. Thêm một nhấp nữa đi, một vóc nữa. Đây. Ok. Họ cảm thấy bạn là giống như là cái tình cảm của họ thuộc về bạn ha. Cái này là cái charm trái tim, thì trong cái định nghĩa của Ngân á, charm trái tim là một cái người ta có một cái trái tim nguyên vẹn, người ta trao nó cho bạn, họ muốn trao nó cho bạn. Thứ hai là hào phóng. Ở đây có cái gì đó, một số bạn ở đây có tính cách giống như là không có hay chấp nê và rất là thoải mái với những người xung quanh ha. Hào phóng. Rồng. Bạn rất có uy đấy. Trong mắt của họ bạn có cái gì đó rất là uy quyền, bạn có cái tiếng nói đại bàng giống rồng ha. Đại bàng còn là con người kiểu như là lời nói có trọng lượng. Rồng thì là có uy bên ngoài, còn đại bàng là kiểu chỉ huy luôn, là sếp luôn. Hiện tại bây giờ họ đang nghĩ đến bạn ha. Mình không biết là bạn đang coi video nào lúc là này lúc nào, nhưng mà trong cái thời điểm mà bạn coi á, thì là người này đang nghĩ về bạn nha, at the moment, hoặc là người này luôn luôn trong cái trạng thái thường xuyên nghĩ về bạn. Facebook, Insta và Zalo, người này chắc chắn có stalk mạng xã hội của bạn nha. Yummy. Họ cảm thấy bạn rất là ngon. Đúng nghĩa đen. Họ cảm thấy bạn rất là thông minh ha. Vương miện, rồng với vương miện, thấy chưa?
họ đặt bạn ở cái tầm rất là cao, giống như là nể phục bạn, nể sợ bạn. Angelina Jolie thì cũng đúng thôi. Bà Angelina Jolie này là một người phụ nữ rất độc lập, rất uy quyền. Chung quy làm vì bà có thể làm được cả năng lượng của âm và năng lượng của dương luôn, nên thực sự là bất cần luôn mà. Brad Pitt cũng phải bà cho dè luôn rồi. Thì cái kiểu năng lượng của bạn ở đây là vừa quyến rũ, vừa hấp dẫn mà vừa rất là độc lập, uy quyền, có thể tự lo cho bản thân mình và có cái gì đó giống như là nữ quyền đó. Người này muốn ôm và hôn bạn ha. Cute dễ sợ. Conan. Họ cảm thấy bạn là người có óc phân tích, suy luận sắc sảo, sắc bén. Chung quy là rất là lý trí, hợp với cái lá Justice này ha. Vừa có Jolie mà vừa có Conan. Chung quy là người này cảm thấy giống như là bạn đẹp một cách sắc sảo, đẹp từ nội tâm ra bên ngoài, mà kiểu như họ không thể giỡn mặt với bạn đó. Có rồng rồi có phượng nữa. Ôi giời ơi. Họ cảm thấy bạn quý phái cao sang ha. Ở đây dù bạn là nam hay nữ thì ở bạn toát ra cái vẻ nào đó mà nó kiểu nam thì là trượng phu, nữ thì là phu nhân. Pregnant. Nãy có lá Mother, giờ có lá Pregnant. Họ muốn bạn trở thành mẹ của con họ, hoặc là cha của con họ. Họ muốn có bầu với bạn. Cleopatra. Trời ơi, tụi một các bạn đúng là dữ thần ông địa luôn á. Họ cảm thấy bạn giống như là nữ hoàng vậy đó. Ở đây ra nhiều lá về về nữ ha. Thì dĩ nhiên là viewer của mình đa phần là nữ mà, nhưng mà nữ ở đây các bạn tụ một á, các bạn mang cái năng lượng nữ rất là nữ quyền, và các bạn ở trên cái đỉnh gọi là cái năng lượng của bạn lấn át năng lượng của người ta. Nếu như người này mà quen bạn thì mình thấy là chắc bạn nắm cơ rồi. Rồi ok, hy vọng các bạn tụ một hài lòng nha. Mình sẽ dừng tụ bài của các bạn tụ một tại đây. Các bạn tụ một cảm thấy video này hay và hợp với lại năng lượng của các bạn, mình mời các bạn like và subscribe đăng ký kênh giúp Ngân nha. Ngân xin hẹn các bạn tụ một trong dịp khác. Goodbye guys. Ok, chúng ta sẽ đến với các bạn tụ 2 nha. Ok, xin Tarot xem cho các bạn tụ 2, người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến hiện tại bây giờ trong mắt của họ, họ thấy các bạn tụ 2 là người như thế nào. Cho mình xin 5 lá. Đang xem bài cho các bạn tụ 2, xin Tarot cho mình hỏi người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến. Họ cảm thấy các bạn tụ 2 là người như thế nào? Mình nhận hai lá này. Nhưng mà không nhận hai lá này. Thêm 3 lá nữa đi. Xin Tarot cho mình biết người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ 2 là người có tính cách như thế nào trong mắt họ? Xin Oracle cho mình biết người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ 2 là người như thế nào? Cho xin 3 lá. Bộ này hơi bự, xào hơi khó. Ok. Hypothesis. Chariot. 8 cốc. Rồi tụ này. Wow, năng lượng của các bạn thật là wow. Lại thêm một tụ là người này đội bạn lên trời nữa rồi. Ấy da. Ở đây hôm nay mình cho các bạn chọn toàn là những người nữ độc lập cá tính nên nó ra năng lượng cũng khớp khớp. Với lại thật sự ra thì Ngân cũng hay thu hút những cái viewer độc lập cá tính. Ngân biết mà. Warrior với lại Prince. Wow, ok. Đầu tiên thì họ cảm thấy bạn có năng lượng vừa là nam vừa là nữ, vừa có năng lượng nữ tính của The High Priestess mà vừa có năng lượng nam tính của The Magician và Emperor. Wow. Chúng ta có thể thấy ở bạn là một con người rất là tham vọng, hoặc là có cái chí cao, lập ra nhiều mục tiêu, và một khi mục tiêu nào đó mà bạn đã chạm vào là nó phải thành công, thì cái người đó cảm thấy bạn là người như vậy á. Giống như là go getter, nhất định phải đạt được những gì mình muốn. Bạn có thể rất là huyền bí, rất là nữ tính và dịu dàng như High Priestess, rất là thần bí, thậm chí là có thể tâm linh, biết coi tarot hay là biết coi những cái tử vi tướng số nào đó.
Và cũng có thể là The Magician rất là tỏa sáng ở ngoài bên kia, bạn tháo vát à, như mình nói đó, làm gì cũng giỏi, làm gì cũng thành công hết. Ngoài ra thì tánh của bạn Emperor làm sếp được nè, họ cảm thấy bạn rất có tố chất làm sếp, làm lãnh đạo à, ai cũng phải phục tùng hoặc nghe lời bạn, bạn có giọng nói à, kiểu có uy. Và The World với lại Jared thì bạn dám nói dám làm, thậm chí là bên đây có lá Adventure nữa, là bạn bạn là người rất thích trải nghiệm trong mắt của người này. Người này cảm thấy giống như là cuộc đời của bạn sống trên đời này không phải chỉ để ăn ngủ và chết, mà bạn có nhiều hoài bão hơn như vậy, bạn có thể làm được rất nhiều thành tựu to lớn trong tương lai. Chung quy là người này cảm thấy nể bạn cực kỳ, họ cảm thấy giống như là bạn ở cái tầm trên trời vậy đó, ý tốt nha, ý tốt. Và chính vì vậy làm cho họ thấy hơi tự ti á, họ có thể cảm thấy rằng nhiều khi là ở bên cạnh bạn họ họ không có xứng nè, ở lá hai hai kiếm với lại năm tiền nè, và tám cốc nữa. Ngoài ra ở đây mình còn thấy là họ cảm thấy bạn là người khá là tham công tiếc việc hoặc là quản lý thời gian rất là tốt. À, bên cạnh đó mặc dù thấy bạn cũng rất là thành công như vậy, nhưng mà cũng có lúc họ cảm thấy bạn rất là dễ thương và đáng yêu ở lá sáu cốc ha. Nhiều khi bạn họ cũng thấy bạn khá là lãng mạn, cũng mong muốn được yêu thương, nhưng mà họ thấy cái phần mà giỏi giang của bạn trội hơn rất là nhiều. Ở đây mình thấy có tám cốc với hai kiếm, thì có thể họ nhìn ra được bạn là người từng có nỗi đau trong quá khứ, bạn cũng đã trầy da tróc vẫy bao nhiêu trận mới đạt được ngày hôm nay. Họ không phải chỉ nhìn vào cái bề ngoài hào nhoáng của bạn đâu, mà họ còn nhìn thấy cả nội tâm của bạn nữa. Người mà các bạn tụ hai đang suy nghĩ đến á, họ là con người mình thấy là rất là deep, cái tâm hồn của họ cũng rất là sâu sắc để có thể nhìn nhìn nhận bạn một cách rất là nghiêm túc như thế này. À, giống như là có thể là họ còn trải đời như bạn à, hoặc là họ kiểu có cái chiều sâu á, mình thấy người người mà các bạn tụi hai đang nghĩ đến là như vậy. À, bạn có lá The Warrior, bạn là một chiến binh à, thì nó make sense thôi, vừa có nam tánh vừa có nữ tánh mà vừa biết vực dậy bản thân rồi có thể làm được bất cứ cái gì thì cũng thành công hết, thì năng lượng của chiến binh là đúng rồi. Ở đây họ thấy bạn là người không lùi bước, dù có thất bại bạn cũng sẽ đứng lên làm tiếp. Wow, không biết là người này còn có lời khen gì cho bạn hay không, chứ mình thấy là mình khen hết hết mức rồi đó. Chung quy thì nhìn trên năng lượng này thì họ cảm thấy là nếu như họ bên cạnh bạn thì họ sẽ được mở mang tầm mắt, và họ cũng sẽ có được một cái cuộc phiêu lưu rất là đầy ý nghĩa và học được nhiều thứ từ bạn. Các bạn chọn Kylie Jenner nên cái năng lượng của bạn tỏa tỏa ra cũng giống giống cô gái đó đó. À, không biết còn lời nào khen các bạn tụ hai để mình nhìn kỹ bài rồi. Nhìn nhìn thấy các bạn tụ hai là mình thấy là áp đảo năng lượng rồi, giống như là trên một chẳng hạn như là bạn bước vô một cái phòng đi, chắc chắn bạn sẽ là người được mọi người chú ý đầu tiên. Không không biết là do cách ăn mặc hay là do gương mặt đẹp hoặc là như thế nào đó, nhưng mà mình thấy là mọi người sẽ bị thu hút bởi bạn. Đó là cái nổi bật của các bạn tụ hai. À, các bạn tụ một, các bạn tụ hai đều là kiểu nữ quyền nam quyền, nhưng mà các bạn tụ hai kiểu hào hào nhoáng sáng chói luôn, hào hào quang sáng chói luôn. Ok, giờ chúng ta lật charm cho các bạn tụ hai nha. Hôm nay Ngân có đồ chơi mới, charm. Ok, chọn charm cho các bạn tụ hai, coi coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến họ thấy các bạn tụ hai là người như thế nào ha. Rồi. Họ cảm thấy được gặp bạn là một điều rất là may mắn nè. Người cha. Bạn có cái năng lượng rất là, nếu như các bạn là nữ thì mình thấy các bạn có cái năng lượng nào đó khá là nam tính, làm việc dứt khoát và biết bảo vệ bảo bọc người khác theo cái kiểu như là nó mang cái năng lượng như là bạn sẵn sàng bảo vệ những người thân yêu của bạn bằng mọi giá nếu như họ dám đụng vào những người bạn yêu thương. Họ cảm thấy bạn có năng lượng rất tin cậy, họ có thể tin tưởng được bạn, hoặc là họ không bao giờ hay nói chuyện tâm sự với những người khác, nhưng mà gặp bạn là không biết tại sao họ lại tâm sự hết như vậy, kiểu vậy ha. Họ muốn, họ biết họ yêu bạn rồi đó, họ muốn chạy đến giành lấy trái tim của bạn. Cưng dễ sợ, ổ khóa. Họ cảm thấy bạn không dễ tin tưởng người khác ha,
có một cái gì đó, nghĩa là cái mũi tên này chạy đến trái tim, nhưng mà họ sợ cái trái tim của bạn khóa chốt lại không có cho họ vào á, tại vì họ nhìn thấy được là nội tâm của bạn quá khứ từng có bị tổn thương nè. Đại bàng, họ cảm thấy bạn rất là có uy, có tiếng nói, có thể truyền lửa được cho người khác, có thể làm lãnh đạo. Người cha với đại bàng thì kiểu chui ở đây, có một số bạn nữ ở đây hơi nam tính. Ở đây có thể họ thấy bạn hơi bị vui tính ha, hoặc kiểu bạn cũng biết lầy biết giỡn nha, ha ha ha. Ở đây là có thể là họ hay xem những cái bài post của bạn trên Facebook hay Instagram hay Zalo, và có thể bạn lầy lội hay là kiểu họ theo dõi cách bạn nói chuyện với người khác. Chung là họ cảm thấy bạn rất là vui tính và lầy. Họ nghe nhạc và nhớ đến bạn nha. Có một cái bài nhạc nào đó mà họ thường nghe và họ nghe bài đó, họ nghĩ đến bạn. Họ cảm thấy bạn là người có óc quan sát, suy luận sắc bén, sắc sảo. Chúc mừng các bạn tù hai ha, người này yêu bạn. Oh my god, I love you. Ok, mình xin kết thúc trở bài các bạn tù hai tại đây ha. Nhà chung là các bạn tù hai trúng độc đắc rồi đó, người mà các bạn tù hai thương rất là thương các bạn và rất là nể phục các bạn luôn. Thì nếu như các bạn có thêm một cái topic nào đó muốn mình coi thì có thể comment xuống dưới phần bình luận giúp Ngân ha. Và nhớ là subscribe và like channel của Ngân nha. Ngân xin cảm ơn các bạn tụi hai. Hẹn các bạn tụi hai trong video khác. Goodbye. Giờ chúng ta sẽ qua các bạn tụi ba nha. Xin Tarot xem coi là người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến, hiện tại bây giờ họ cảm thấy các bạn tụi ba là người như thế nào. 5 lá đi. Đang xem bài cho các bạn tụ ba. Xin Tarot cho mình hỏi người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ ba là người có tính cách như thế nào. Xin Oracle cho mình hỏi người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, họ thấy các bạn tụ ba là người có tính cách như nào. Strength, Bay Gate, Hierophant, The Fool và Hermit. Ok. Được đấy. Child Magic. Ok. Oh, damn. Femme fatale. Good. Good job. Scribble. Đúng là hôm nay toàn là nữ quyền và nam quyền không. Nhưng mà nữ quyền nhiều hơn nha, tại kinh của Ngân thì nam coi nhiều, lực nữ coi nhiều hơn. Đầu tiên thì các bạn tụi ba ơi, người mà các bạn đang nghĩ đến á, đầu tiên là họ cảm thấy bạn rất là hấp dẫn ha. Chúng ta thấy có lá nữ hoàng gậy và femme fatale, chúng ta đã hiểu rồi. Và tính cách của bạn á, có cái gì đó rất là rù quến người ta. Mình phải dùng chữ rù quến, tại ở đây là cái lá femme fatale này có cái cảm giác như là bạn biết cái năng lượng hấp dẫn của mình ở đâu á, bạn dùng cái đó để kêu gọi, mời gọi người ta hấp dẫn. Ngoài ra thì mình còn thấy là họ cảm thấy bạn là người có cái khả năng soi sáng tâm hồn rất tốt, thì hiện lá hermit nghĩa là bạn có thể là người hay dành thời gian ở một mình để suy nghĩ và bạn sâu sắc, họ cảm nhận được cái sự sâu sắc trong bạn nha. Và hierophant, ở đây bạn có rất nhiều kiến thức, bạn hơi khó tánh, có thể họ thấy bạn khó tánh nha, hoặc là kỹ tánh. Và ngoài ra họ còn cảm thấy là bạn rất truyền thống, hoặc là kiểu có rất nhiều kiến thức mà bạn giấu không nói, chứ thật sự ra bạn không phải vậy. Có cái gì đó ở bạn, họ cảm thấy bạn không đơn giản là những gì họ thấy ở ngoài. Và strength, họ cảm thấy bạn là người có khả năng, một là nhẫn nhịn tốt, hai là có cái khả năng chuyển hóa cái sự nóng giận thành một cái gì đó rất là yên ả, hoặc là họ cảm thấy bạn có thể giúp cho người khác bình tĩnh lại khi họ đang nóng giận. Last strength ở đây là kiểu như mình có cái cảm giác giống như là ở đây là bạn không phải là người hay nóng tánh một cách bụp chụp, mà đúng chuyện bạn mới nói, và có cái gì đó ở bạn có cái năng lượng nhẫn nhịn tốt. Ngoài ra thì bạn còn có cái nội tâm rất là không phải nội tâm, mà có cái sức mạnh
nội tâm lớn, đúng rồi đó, nghĩa là bạn có ý chí và có lý trí. Ngoài ra bạn cũng là một cái linh hồn khá là tự do, bạn thích đi đây đi đó để khám phá, đó, thể hiện lá bài gậy và The Fool, và họ cảm thấy như là họ không nắm bắt được bạn, tại vì bạn vừa sâu sắc, bạn vừa có nhiều kiến thức mà bạn lại có tâm hồn tự do, và nhiều khi họ muốn nổi đoá với bạn thì bạn chọn cái cách là thôi dịu dàng thì họ lại xìu xuống như con mèo, họ đâu thể nào mà gồng lên như con sư tử được. Thì ở đây á, cái năng lượng của bạn giống như là kiểm soát họ theo cái kiểu là họ không làm gì được bạn cả, mà bạn thì có thể làm cho họ tức điên đó đó đó. Thôi là ở đây mình thấy là các bạn cũng trên cơ cái người mà các bạn đang nghĩ đến, đến nỗi mà họ cảm thấy áp lực và stress với các bạn luôn. Mười gậy ở đây là có cái gì đó họ rất là muốn nói, họ rất là muốn xả ra với bạn, nhưng mà cứ mỗi lần muốn xả ra thì bạn lại dịu dàng, hoặc là bạn lại dùng cái cách thuyết phục cho họ không có sân si với bạn nữa. Ở đây mình cảm thấy như là họ rất nể bạn, họ nể theo cái kiểu là bạn rất là biết cách, bạn rất là khôn ngoan, rất là khôn khéo, bạn là một cái gì đó rất là màu nhiệm mà bây giờ họ mới nhận ra. Chai Magic nghĩa là có cái gì đó họ cảm thấy như là họ chưa bao giờ gặp được một cái người này như bạn ở đâu đó khác hết. Bạn có rất là nhiều những cái sự lạc quan và bạn có rất là nhiều niềm tin vào cái cuộc sống này ha. Scribble ở đây có thể nói về tính chất làm trong văn phòng, hoặc là kiểu hay sáng tác thơ văn hả. Scribble có thể họ cảm thấy bạn là người giống như có nhiều kiến thức á, tại Scribble ở đây là một cái con người mà hay có nhiều kiến thức và có nhiều thông tin, nên mình thấy là kết hợp với lại lá Hierophant thì mình thấy là họ cảm thấy bạn hay đọc sách, hoặc là có rất là nhiều những cái kiến thức học từ kinh nghiệm, học từ thực tế. Chung quy là họ cảm thấy bạn cái gì cũng biết á, nói về chủ đề nào có thể bạn cũng có thể nói được. Họ đánh giá bạn rất là cao ha. Họ họ thích bạn chủ yếu là về cái trí óc và về cái năng lượng, nhưng mà vẻ ngoài của bạn cũng rất là thu hút. Chung quy là bạn 10 trên 10 trong mắt người này ha. Rồi, chúng ta sẽ dùng charm để coi cho các bạn tụ ba nha. Hôm nay Ngân có đồ chơi mới, đó là bộ charm. Ok. Charm ơi. Ok, nghiêm túc ha. Xin năng lượng vũ trụ cho mình biết người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ ba như thế nào trong mắt họ ta. Cho mình xin charm nha. Thêm vóc nữa coi. Người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ ba như thế nào ha. Xíu nữa, xíu nữa. Người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, họ cảm thấy các bạn tụ ba như thế nào. Rồi, ok. Yummy, họ cảm thấy các bạn rất là ngon, thấy chưa? Delicious. Nhưng mà các bạn cũng là người có một cái khả năng soi sáng tâm hồn rất là tốt. Buddha đây là Phật ha, nghĩa là các bạn có thể khai sáng hoặc là nhìn nhận được những cái thứ mà người khác không nhìn nhận được. Có thể bạn tin vào nhân quả, có thể bạn thấy được là cái việc này không tốt, người khác thì sẽ không quan tâm vẫn làm, nhưng mà bạn thì không làm. Có cái gì đó ở bạn rất là soi sáng, rất là thông thái. Đúng rồi, thông thái, thông thái. Đó là cái từ mà mình muốn diễn tả nãy giờ á. Có thể cái năng lượng của bạn tỏa ra làm cho người ta cảm thấy như là rất khó để có thể hiểu bạn, tại vì bạn ở cái tầm quá là cao, bạn có thể suy nghĩ 10 bước so với họ luôn, cái kiểu vậy ha. Điện thoại ha, ở đây có thể là đã lâu ngày rồi người này không gặp bạn, muốn liên lạc lại, muốn gọi điện, muốn kết nối lại ha. Họ cảm thấy bạn rất là thân thiện, giống như cái lá chai magic vậy đó, có thể là rất là dễ nói chuyện với bạn, hoặc là không biết tại sao bạn luôn open được với tất cả mọi người, hoặc là kiểu rất là friendly ở đây ha. Con thỏ, oh my god. Cái lá con thỏ này chính là cái lá về sếp trong charm của mình. Họ muốn đi nhiều trận với bạn, họ nghĩ bậy vậy bạn. Chung là vì bạn bạn rất là ngon, thấy không? Yummy với con thỏ rất là liên quan luôn. hoa hồng đỏ, giống năng lượng của người mà các bạn chọn tụ ha. Nghĩa là bạn là người không phải có thể để dễ để qua mặt. Hoa hồng đỏ là một bông hoa rất đẹp, nhưng mà bông hoa hồng này có gai. Charm hoa hồng đỏ của mình nghĩa là đẹp nhưng mà không dễ để qua mặt, và chạm vào coi chừng có ngày chảy máu đó. Kèo dẻo, wow, họ cảm thấy bạn nói chuyện rất là khéo, rất là khôn khéo, khôn ngoan. Lời mà các bạn đã nói ra thì thường là những lời vàng ngọc, hoặc là người này nghe rất là hợp, họ rất là thích nghe bạn nói chuyện ha. Hoặc là cái kiểu tính của bạn hơi
không, ý ý là khá là nữ tính á, làm cho họ cảm thấy rất là ngọt ngào. Cái charm kẹo giả này của mình nó còn cho mình một cái cảm giác giống như là nhiều khi bạn khéo miệng á. Giống như biết nịnh người ta hay kiểu vậy. Người cha ở đây họ cảm thấy giống như là bạn có cái năng lượng bảo vệ bảo bọc, nghĩa là bạn có khả năng bảo bọc bảo vệ những người khác. Và thêm một cái ý nghĩa nữa là có thể là họ muốn làm cha của con bạn. Tùy giới tính mà các bạn nên thích ha. Conan, trời hôm nay ba tụ tụ nào cũng có lá Conan hết á. Họ cảm thấy các bạn rất là thông minh sắc sảo, người phân tích tốt, người có lập luận rất là có căn cứ. Chung quy là bạn là người lý trí và biết để ý tất cả mọi thứ xung quanh, không có gì qua mắt được bạn. Gì đây, tâm linh, họ cảm thấy các bạn rất tâm linh nha. Họ cảm thấy như là có thể bạn biết cái gì đó mà người ta không biết nhưng mà bạn chỉ không nói ra thôi. Và cuối cùng là họ cảm thấy các bạn rất là thông minh đó, thấy chưa, thông minh hoa hồng có gai không dễ qua mặt. Những cái ý này nó cứ lặp đi lặp lại không à. Ok, mình xin được dừng trả bài các bạn tụi ba tại đây ha. Nếu như các bạn tụi ba cảm thấy video này hay và hợp với lại năng lượng của các bạn thì mình mời các bạn like, subscribe, đăng ký kênh của Ngân nha. Và nếu như các bạn có chủ đề nào đó thì có thể xuống dưới phần bình luận để comment giúp Ngân. Nếu như bình luận đó được nhiều like thì mình sẽ làm chủ đề đó. Ok, goodbye guys. See you guys later.